Thực hiện quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đội quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa phối hợp với công ty Sunrise, công ty trách nhiệm hữu hạn Tầm Nhìn và Liên Doanh tiến hành tiêu hủy vợt cầu lông và phụ kiện thể thao Yonex giả. Được biết, sau một thời gian nghiên cứu thị trường, công ty Yonex Nhật Bản đã phát hiện nhiều cửa hàng trên địa bàn Hà Nội kinh doanh các sản phẩm vợt cầu lông phụ kiện thể thao mang thương hiệu Yonex, không phải do công ty Sunrise phân phối tại thị trường Việt Nam. Trước tình hình xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nghiêm trọng, để bảo vệ quyền lợi của mình cũng như người tiêu dùng, Yonex đã ủy quyền cho công ty trách nhiệm hữu hạn Tầm Nhìn và Liên Doanh cùng công ty Sunrise tiến hành các biện pháp bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, đấu tranh chống lại các đối tượng buôn bán hàng giả. Sau khi phối hợp với Công an Hà Nội, đội quản lý thị trường số 1, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ một số lượng lớn các sản phẩm Yonex giả mạo, bao gồm 750 vợt cầu lông và bao bì, 100 băng cuốn cán, 12 túi đựng vợt tennis. Cơ quan chức năng cũng ra quyết định xử phạt hành chính các cửa hàng kinh doanh Yonex thể thao giả 45 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ sản phẩm giả nói trên.